Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Từ nơi tối tăm đến niềm hạnh phúc. Bài của Helen Hughes đến từ Durham, nước Anh tiếng nói của Thánh Hiểu ngày sau. Đăng trong tạp chí Liahona tháng 7 năm 2024 của Giáo hội các Thánh Hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi lập lại những lời của các giáo lễ đền thờ trong tâm trí mình, thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Năm 1988, tôi cùng các giáo viên người Anh khác đến dạy tại một trường học ở sudan bọn trẻ rất vui thích và chúng tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt tại một quốc gia đang phát triển tuy nhiên người chủ của chúng tôi hóa ra lại là một nhà lãnh đạo áp bức sẵn sàng bức hại bất cứ ai mà ông ta cho là có thái độ chống đối ông ta ghét tôi vào cái ngày tôi đứng lên bênh vực cho một người mà ông ta đã bức hạ một ngày nọ ông ta chịu tập tôi đến văn phòng trong hơn nửa giờ đồng hồ ông ta dùng đủ mọi cách lăng mạ và đe dọa tôi tôi rời căn phòng trong tâm trạng bàng hoàng tôi không nhớ mình đã vượt qua phần còn lại của ngày học đó như thế nào nữa suốt buổi tối tôi không thể xóa được những lời lẽ khủng khiếp của ông ta khỏi tâm trí mình trước giờ đi ngủ tôi ngồi trên giường và đọc thánh thư sau đó tôi quỳ xuống và khẩn thiết cầu nguyện để tìm kiếm sự an ủi và nhẹ nhõm nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả tôi lên giường nhưng chẳng thể chợp mắt tôi ngồi dậy thêm hai lần nữa đọc sách quỳ xuống và cầu nguyện nhưng vô ích tôi nghĩ à phải rồi không phải lúc nào cha thiên thượng cũng đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta theo cách thức và thời điểm mà chúng ta muốn tôi đành cam chịu một đêm trằn trọc mất ngủ nhưng khi nằm xuống tôi nghĩ còn một việc nữa mình có thể làm. Tôi bắt đầu lập lại những lời của các giáo lễ đền thờ trong tâm trí mình. Khi tôi làm như vậy, một phép lạ kỳ diệu đã xảy ra. Mọi sự đau khổ và tối tăm tuôn ra khỏi tôi. Và sự bình yên và niềm vui tuyệt vời nhất tuôn tràn vào và tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đứng dậy và cầu nguyện, rơi nước mắt tạ ơn cha thiên thượng. Rồi tôi trở lại giường và ngủ. Ngày hôm sau, một ngày đáng lẽ ra phải ngập tràn nỗi sợ hãi và đau khổ, lại là ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua với các em học sinh. Tôi nhận ra rằng thượng đế muốn tôi suy ngẫm về các giáo lễ đền thờ chủ tịch Brigham Young, 1801 tới 1877, đã nói với các thánh hiểu băng qua vùng đồng bằng sau khi nhận được các phước lành của họ trong đền thờ no vu như sau. Hãy để ngọn lửa giao ước mà anh chị em đã lập trong ngôi nhà của Chúa, bùng cháy trong lòng các anh chị em, một ngọn lửa không thể bị dội tắt, khi các giao ước đền thờ bừng cháy trong tấm lòng và tâm trí chúng ta chúng ta cũng sẽ tìm thấy sức mạnh sự bình an và an ủi